Thưa quý vị, Tỉnh ủy Đồng Nai vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch bằng hình thức cách chức Phó Bí thư Huyện ủy Nhân Trạch nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhận thấy bà Nguyễn Thị Giang Hương đã không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập qua các lần kê khai, quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai, không cung cấp cho tổ xác minh tài sản, thu nhập các hồ sơ liên quan đến việc sở hữu các tài sản đã kê khai, làm những việc pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của đảng viên. Trước đó, từ ngày 3 đến ngày 11 tháng 3, bà Hương bị nhóm lừa đảo sử dụng công nghệ cao, lấy tiền từ tài khoản cá nhân mất hơn 100 tỷ đồng. Vụ việc đang được Bộ Công an phối hợp với Công an Đồng Nai điều tra, làm rõ. Tối qua 16 tháng 6, tại một ngôi nhà ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, đã xảy ra vụ cháy thương tâm khiến 4 người tử vong. Tối 16 tháng 6, người dân phát hiện tại khu vực tầng 4 ngôi nhà 6 tầng một tum trên phố Định Công Hạ có khói bốc ra nên nhanh chóng gọi lực lượng chức năng ứng cứu. Do nằm cách trục đường chính hơn 1 km và trời mưa không dứt khiến công tác chữa cháy và cứu hộ gặp khó khăn. Sau nhiều giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng phát hiện 4 thi thể, một số nạn nhân khác được đưa đi cấp cứu. Sáng sớm nay 17 tháng 6, nhiều chủ xe ô tô tại khu đô thị Văn Quán ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, khi xuống lấy xe đi làm thì phát hiện kính xe bị đập vỡ tan tành. Cơ quan công an đang vào cuộc điều tra vụ việc. Bước đầu ghi nhận có 9 xe ô tô bị đập phá kính, đều của người dân sinh sống tại khu đô thị Văn Quán. Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Hà Đông cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để tiến hành xác minh, điều tra vụ việc và làm việc với bị hại. Các chủ phương tiện cho biết họ để xe muộn nhất vào bãi xe khoảng 23 giờ ngày 16 tháng 6. Đến sáng ngày 17 tháng 6 thì phát hiện xe bị đập phá kính. Để giảm thiểu tai nạn giao thông vào ban đêm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều tổ tuần tra trong khung giờ từ 22 giờ đến 2 giờ sáng ngày hôm sau. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm. 23 giờ tại ngã tư Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, thành phố Hà Nội. Nhiều trường hợp đã uống rượu bia, không nghĩ vào thời điểm này còn có cảnh sát giao thông ứng trực trên đường nên vô tư điều khiển phương tiện về nhà. Em làm điện nước thì là xong công trình thì anh em có ra ngoài quán bia có uống mấy cốc ạ. Nhưng em nghĩ là em vẫn đi chuẩn với lại là mọi thứ là em vẫn kiểm soát được. Em cũng có uống một chút rượu rồi, uống một chút bia rồi. Thì lỗi như này thì chúng em cũng sẽ xin phép là rút nghiệm thôi. Tại cung đường quanh sân vận động Mỹ Đình, tổ công tác phát hiện nhiều người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn. Ngoài lỗi vi phạm này, lực lượng chức năng còn tăng cường xử phạt các trường hợp cố tình chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường. Người dân tham gia giao thông thì rất là chủ quan, cứ nghĩ là ban đêm và buổi tối thì là lực lượng chức năng thì sẽ không làm việc. Nhưng thực tế là chúng tôi vẫn bố trí đầy đủ các thời gian ban đêm để xử lý các vi phạm như nồng độ cồn, thanh thiếu niên phóng nhanh vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm và lạng lách đánh võng. Thưa quý vị, đặc thù của tội phạm công nghệ cao là có thể thực hiện hành vi phạm tội ở bất cứ đâu, chỉ cần có thiết bị kết nối với mạng Internet. Đây là loại tội phạm có kiến thức, tư duy và kỹ năng cao. Vì vậy, để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn. Từ năm 2022, Phòng An ninh mạng thuộc Công an thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ. Qua đó đã kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm công nghệ cao, góp phần bảo vệ bình yên cho thành phố. Cuối năm 2023, Phòng An ninh mạng Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt quả tang hàng chục đối tượng sử dụng thiết bị điện tử để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Theo thống kê, chỉ chưa đầy một năm, nhóm đối tượng này đã sử dụng mã độc chiếm đoạt hàng chục ngàn tài khoản doanh nghiệp quảng cáo mạng xã hội có giá trị cao. Tại một vụ án khác, không cần đồng bọn, chỉ với thiết bị điện tử cùng các phần mềm hỗ trợ, đối tượng này đã tạo ra hàng chục tài khoản giả Nico trên mạng xã hội, kêu gọi chiếm đoạt hàng chục tỷ tiền từ thiện. Đặc biệt hơn, đối tượng này còn tạo được nhiều tài khoản ngân hàng với tên khác nhau để tăng độ xác thực khi lừa đảo. Các ngân hàng thương mại thì bây giờ chịu cái áp lực về kinh doanh thì người ta cũng tăng cường mở thật nhiều tài khoản để có thể hút về khách hàng về mình.
nhiều hơn. Cho nên đó cũng là một cái nguyên nhân dẫn đến cái việc mở tài khoản của chúng ta hiện nay là đang rất là tràn lan. Với phương thức thủ đoạn tội phạm mạng đang ngày càng diễn biến tinh vi, thời gian qua, Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Đà Nẵng đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ triển khai đồng loạt các giải pháp quyết liệt đấu tranh với loại tội phạm này, đồng thời tăng cường tuyên truyền, nhận diện và đăng hơn 400 tin bài cảnh báo các thủ đoạn phạm tội. Qua đó, cơ quan công an phát hiện hàng ngàn thông tin xấu độc và loại bỏ xử lý gần 20 triệu chỉ mục độc hại. Riêng từ đầu năm đến nay, đơn vị ngăn chặn hơn 3.000 lượt tấn công mạng vào hệ thống thông tin của thành phố Đà Nẵng. Không có cung cấp các thông tin liên quan đến các cái tài khoản ra ngoài, cũng là các cuộc sống đời tư trên mạng xã hội nhiều để các đối tượng đó lợi dụng. Đồng thời là không có chuyển tiền hoặc nhận tiền bất cứ bằng hình thức nào qua cái trang mạng xã hội, kể cả cái trang mạng mà đối tượng kêu là của an ninh mạng công an thành phố hay bất kỳ cái trang mạng nào. Và cơ quan công an làm việc trực tiếp. Tại hội nghị trực tuyến, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định diễn ra chiều nay, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị các bộ ngành tăng cường hoạt động chấp pháp trên biển để kiểm soát đội tàu và khu vực vùng giáp ranh. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 nỗ lực sáng tạo trong phong trào thi đua quyết thắng. Những năm qua, thành phố Vũng Tàu đã liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm du lịch thu hút du khách. Và âm nhạc đêm là một sản phẩm đã bắt nhịp với nhiều đối tượng, thể hiện sức hút mới của du lịch phố biển. Trong phần tin thế giới, Australia và Trung Quốc nhất trí tăng cường hợp tác. Mỹ tiếp tục thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Giáo sư y khoa Hàn Quốc dự kiến đình công vô thời hạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Sáng nay 17 tháng 6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Chân Thành, tỉnh Bình Phước. Chủ trương đầu tư dự án cao tốc Bắc Nam phía Tây nhằm cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, đồng thời từng bước hoàn thành mạng lưới cao tốc theo quy hoạch, mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương và tăng cường liên kết vùng, tạo động lực, sức lan tỏa, thuận lợi kết nối với cảng hàng không quốc tế Long Thành và cảng Cái Mép Thị Vải, phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, giúp tăng cường việc bảo đảm quốc phòng, an ninh. Cơ bản thống nhất với chủ trương đầu tư dự án, các đại biểu Quốc hội đề nghị Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu nâng cấp đoạn đường Chân Thành - Đức Hòa trở thành quy mô tuyến 4 làn xe như đoạn Gia Nghĩa - Chân Thành, đồng thời kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc giải quyết các tình huống cụ thể khi khai thác khoáng sản là vật liệu san lấp để phục vụ dự án và các loại khoáng sản khác. Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình dự án phát hiện có khoáng sản, nhà thầu thi công tổ chức đánh giá hiệu quả của việc thu hồi khoáng sản và báo cáo Ủy ban dân cấp tỉnh theo các cái phương án cụ thể như sau. Thứ nhất là cho phép nhà thầu thi công tổ chức cá nhân có đủ điều kiện thu hồi khoáng sản, sử dụng khoáng sản nếu có hiệu quả. Tuy nhiên để phù hợp với địa bàn đặc điểm của khai thác bauxit trên địa bàn Tây Nguyên thì tôi cho rằng cái việc mà đánh giá đối với cái bauxit này về cái hiệu quả kinh tế nếu như mà công tác tận thu ở một nơi rất xa mà đưa về các cái nhà máy tuyển quặng là gần như là không có hiệu quả. Do đó là trong trường hợp đấy mà đấy thì cho phép nhà thầu thi công thu hồi và tập kết khoáng sản tại bãi chứa trong trường hợp có hiệu quả kinh tế và giao Ủy ban dân các tỉnh nơi thực hiện dự án ấy, thì bố trí quỹ đất và mặt bằng để tập kết khoáng sản. Và trong trường hợp cả hai cái nội dung ở trên và không hiệu quả thì được phép sử dụng khoáng sản như vật liệu san lấp cho dự án khi không đủ điều kiện để thu hồi hoặc thu hồi gần như là không hiệu quả. Trong trường hợp vẫn còn dư thừa thì giao Ủy ban dân cấp tỉnh quyết định sử dụng san lấp cho các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn như là cái vướng mắc này hiện nay là đối với cái đoạn cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột thì cũng đang bị vướng mắc đối với cái vật liệu
san lấp bản dư thừa này. Cũng trong sáng nay, Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Về điều chỉnh vốn chương trình, các đại biểu tán thành và nhận định đây là vấn đề cần thiết. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị xem lại thời gian áp dụng. Theo tôi, cần nêu rõ là điều chỉnh bổ sung cho giai đoạn 2026-2030 là phù hợp. Và đề nghị phân bổ vốn trung hạn hàng năm và phân bổ vốn sự nghiệp cũng phải phù hợp, tránh trường hợp phân bổ ra vốn sự nghiệp và phân bổ vốn đầu tư công không ăn khớp sẽ làm ảnh hưởng lớn tới việc bố trí vốn cho các dự án cụ thể. Các đại biểu cho rằng Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 111 cho phép điều chuyển vốn giữa các dự án thành phần thuộc chương trình và giữa các chương trình. Do đó, chính phủ cần nêu thêm giải pháp cụ thể để thực hiện nghị quyết này. Trong phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội nghe báo cáo tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật công chứng sửa đổi. Tiếp đó, Quốc hội nghe báo cáo tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi. Thời gian còn lại, các đại biểu thảo luận ở tổ về dự án luật công chứng sửa đổi, dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng. Chưa ngăn chặn chấm dứt được tình trạng tàu cá ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, các vụ vi phạm tiếp tục diễn biến phức tạp và có dấu hiệu gia tăng hơn so với trước. Các địa phương chưa hoàn thành được việc đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và xử lý dứt điểm tàu cá 3-0. Đó là những nội dung nổi bật được báo cáo tại hội nghị trực tuyến sơ kết Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU diễn ra chiều nay. Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Tại điểm cầu Bà Rịa Vũng Tàu có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành và địa phương tham dự hội nghị. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến nay, hơn 98% tàu cá từ 15 mét trở lên trong cả nước đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Một số cảng cá thực hiện tương đối tốt công tác theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá ra vào cảng. Qua rà soát công tác xác nhận, chứng nhận truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, các địa phương chưa phát hiện các lô hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu vi phạm khai thác IUU. Tuy nhiên, tính từ sau đợt thanh tra lần thứ tư của EC, tức tháng 10 năm 2023 đến nay, cả nước có 61 tàu, 461 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ xử lý. Vẫn còn tình trạng tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Thiết bị giám sát hành trình bị ngắt kết nối. Tàu cá hoạt động sai vùng, sai tuyến. Công tác thực thi pháp luật, xử lý vi phạm IUU vẫn còn thiếu quyết liệt và chưa đồng đều giữa các địa phương. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khẳng định, thời gian qua, các hành vi vi phạm về IUU đều được tỉnh phát hiện và xử lý triệt để. Tỉnh đề nghị chính phủ giao bộ ngành tăng cường hoạt động chấp pháp trên biển để kiểm soát hoạt động tàu cá tại các khu vực vùng giáp ranh. Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản, nhất là các hành vi vi phạm về IUU, tăng cường quản lý tàu cá, kiểm soát chặt vùng giáp ranh với các nước, đẩy mạnh công tác truy xuất nguồn gốc nhằm quyết tâm gỡ thẻ vàng EC. Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật kinh doanh bất động sản. Tại điểm cầu Bà Rịa Vũng Tàu, lãnh đạo Sở Xây dựng và đại diện các sở ngành liên quan tham dự. Góp ý về dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật kinh doanh bất động sản, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, làm rõ quy định về các công trình xây dựng được bán, cho thuê, mua một phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng như công trình thương mại, văn phòng làm việc, văn phòng kết hợp lưu trú, xây dựng căn hộ lưu trú. Hiện nội dung khai thác thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại dự thảo nghị định này còn chưa rõ. Do đó, các đại biểu đề nghị cần minh bạch cơ chế, cách thức, phạm vi thông tin được tiếp cận, khai thác của tổ chức cá nhân, tiếp tục hoàn thiện các điều khoản chuyển tiếp để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, phù hợp, tạo cơ sở pháp lý để xử lý xung đột pháp luật nếu có và tránh tạo ra khoảng trống pháp lý sau khi nghị định có hiệu lực thi hành. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu, phối hợp với các bộ ngành liên quan, khẩn trương hoàn thiện dự thảo các nghị định, trình Chính phủ xem xét, quyết định ban hành theo đúng quy trình, quy định pháp luật.
đảm bảo cung cấp điện ổn định và liên tục cho khách hàng. Ngoài việc đẩy mạnh kêu gọi sử dụng điện tiết kiệm, Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu còn vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có tổng mức tiêu thụ điện từ 1 triệu kWh một năm trở lên tham gia chương trình TRIA, tức điều chỉnh phụ tải, dịch chuyển thời gian sản xuất để giảm công suất giờ cao điểm, tránh quá tải lưới điện. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động, đến nay đã có 381 trên 453 khách hàng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiêu thụ điện từ 1 triệu kWh một năm trở lên tham gia chương trình DR, dịch chuyển từ 5 đến 10% công suất tiêu thụ điện trong khung giờ cao điểm sang các khung giờ khác ở những tháng cao điểm mùa khô. Chương trình điều chỉnh phụ tải, dịch chuyển thời gian sản xuất để giảm công suất giờ cao điểm, tránh quá tải lưới điện, không chỉ giúp doanh nghiệp giảm từ 25 đến 30% tổng công suất tiêu thụ, tiết kiệm được gần 15% chi phí tiền điện hàng tháng, mà còn giúp giảm tải tình trạng quá tải lưới điện, đảm bảo nguồn điện cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Để tạo điều kiện giúp người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định, thực hiện theo quyết định số 22 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 10 tháng 10 năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai chương trình cho vay vốn đối với những người chấp hành xong án phạt tù. Nguồn vốn vay này được kỳ vọng là điểm tựa giúp người hoàn lương vươn lên cải thiện cuộc sống, hạn chế tình trạng tái phạm tội. Chấp hành xong án phạt tù trở về gia đình đầu năm 2023, nhưng vì nhiều lý do mà người đàn ông này không tìm được việc làm. Tháng 11 năm 2023, anh được Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay 80 triệu đồng để nuôi dê. Chí thú làm ăn, đàn dê ngày càng phát triển giúp anh có nguồn thu nhập trang trải cuộc sống, xóa đi mặc cảm, tự ti khi hòa nhập với cộng đồng. Coi như là của một người hai bàn tay trắng không có một ngàn nào trong tay. Đó, thì này giờ là bắt đầu là cái bước đường ngồi đi đấy, giờ này thì thắng tiến hơn rồi, thì sáng hơn trước rồi. Bước đầu thì tôi thấy khi tiếp cận được nguồn vốn này thì anh về cũng thấy chăn nuôi và chịu khó làm ăn, thì bây giờ thì thấy đàn dê của anh phát triển rất tốt. Tiếp sức cho thanh niên này có cơ hội làm lại cuộc đời, tháng 5 vừa qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội xét duyệt cho anh vay 90 triệu đồng để đầu tư nuôi dúi. Biết cách chăn nuôi nên 20 cặp dúi giống phát triển nhanh, hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho anh trong tương lai. Thấy ban đầu thì cũng ổn định, nói chung là cũng chưa có thu nhập đâu, nhưng mà thời gian tới thì mình cũng đang phát triển để tăng đàn, để thời gian tới thì cũng một hai tháng nữa thì có thu nhập, thì mình cũng mong là phát triển chăn nuôi, phát triển tốt để mình trang trải cuộc sống, để ổn định cuộc sống. Thực hiện quyết định 22/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, từ tháng 10/2023 đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã giải ngân hơn 2,6 tỷ đồng cho 38 trường hợp với thời hạn vay tối đa 5 năm. Hầu hết các đối tượng vay vốn để đầu tư buôn bán, trồng trọt, chăn nuôi. Hiện Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang bố trí nguồn vốn khoảng 4 tỷ đồng để xét duyệt cho các trường hợp có nhu cầu vay vốn. Trong cái phương hướng trong thời gian sắp tới thì Ngân hàng Xã hội phối hợp với công an tiếp tục rà soát các đối tượng chấp hành án phạt tù trong thời gian là 5 năm có nhu cầu đủ điều kiện vay vốn để hướng dẫn giúp hỗ trợ cho các đối tượng vay vốn về cái vay học nghề và vay vốn hỗ trợ việc làm. Tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù là một chính sách nhân văn mang ý nghĩa cả về kinh tế, chính trị và xã hội. Chính sách này tạo sự gắn kết giữa kinh tế với xã hội trong công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, gắn liền với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, ngăn ngừa hạn chế tình trạng tái phạm tội, góp phần ổn định trật tự, an toàn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, diện tích tự nhiên rộng, địa bàn dân cư phân tán lại cách xa các bệnh viện tuyến tỉnh, nên để chăm lo sức khỏe cho người dân, huyện Xuyên Mộc luôn dành nguồn lực thích đáng để đầu tư cho mạng lưới y tế cơ sở. Từ sự đầu tư này, hệ thống trạm y tế trên địa bàn huyện ngày càng đáp ứng được các tiêu chí của Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ y bác sĩ địa phương chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trạm y tế này vừa được trang bị thiết bị bảo quản vaccine,
Nhờ đó, nhân viên y tế của trạm đã chấm dứt được cảnh nhận, gửi, lấy vaccine tại trung tâm y tế huyện, vốn tốn nhiều thời gian, công sức. Công tác tiêm chủng mở rộng vì thế cũng an toàn hơn so với trước. Khi được trang bị những cái tủ chuyên dùng về đựng vaccine này thì một cái điều rất là bất ngờ. Ngày xưa mà chưa có những cái tủ chuyên dùng như vậy là tụi em phải bảo quản vaccine bằng thủ công. Ở mỗi giai đoạn phát triển, huyện Xuyên Mộc luôn ưu tiên bố trí nguồn kinh phí phù hợp cho ngành y tế. Chỉ tính riêng từ năm 2018 đến nay, huyện đã bố trí 84 tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất 13 trên 13 trạm y tế trên địa bàn. Hệ thống camera giám sát, phòng cháy chữa cháy và các thiết bị y tế chuyên dụng cũng được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên y tế làm việc, công tác an toàn, thuận lợi và hiệu quả hơn. Khi mà được nâng cấp và sửa chữa lên thì cơ sở khang trang rồi trang thiết bị được cung cấp đầy đủ thì nó sẽ nâng cao được cái chất lượng khám chữa bệnh và phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn. Trạm khang trang hơn và nói chung là cái công tác nó tất cả đều thuận lợi. Ngoài khám chữa bệnh cho khoảng 300 đến 400 lượt bệnh nhân hàng tháng, mỗi trạm y tế trên địa bàn huyện Xuyên Mộc còn đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác như tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh. Nhờ sự đầu tư của huyện đã giúp cho hoạt động chuyên môn của y tế tuyến xã thuận lợi hơn, việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân hiệu quả hơn và hơn hết là giúp nhân viên y tế thêm gắn bó, thêm nỗ lực với công tác y tế cơ sở. Những năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, tạo động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tham gia phong trào thi đua quyết thắng do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 phát động, mỗi cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh sát Biển 4034, Hải đội 321, Hải đoàn 32 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, nhất là thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, khả năng cơ động của tàu. Kết quả kiểm tra cũng cho thấy 100% cán bộ chiến sĩ của tàu đều đạt yêu cầu đề ra, trong đó có đến 83% khá, giỏi. Trong những năm qua, từ phong trào thi đua quyết thắng thì cán bộ chiến sĩ trong toàn tàu luôn xác định rõ được trách nhiệm và ý thức trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. Thì bản thân tôi cũng như là toàn thể cán bộ chiến sĩ luôn gắn cái nhiệm vụ của mình vào các nội dung của phong trào thi đua để từ đó thúc đẩy cái quá trình thi đua để hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Giai đoạn 2019-2024, phong trào thi đua quyết thắng tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 luôn gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị như huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, an toàn tuyệt đối, lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và xây dựng lực lượng cảnh sát biển, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là mục tiêu huấn luyện. Hàng năm thì kết quả là chúng tôi đều đạt tất cả các cái chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Và đều được công nhận là đơn vị huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao và đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Gắn bó mật thiết với người dân để nắm chắc tình hình trên biển, các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 cũng đẩy mạnh các hoạt động dân vận, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật và cứu hộ cứu nạn. 5 năm qua, đơn vị đã nắm xử lý thông tin 772 vụ việc liên quan đến công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, điều động 25 lượt tàu cấp cứu cứu nạn, hỗ trợ y tế 325 người, hỗ trợ cứu kéo 8 phương tiện gặp nạn trên biển, vớt được 6 thi thể. Đối với Bộ Tư lệnh Vùng cũng xác định rõ nhiệm vụ đấy, nhưng trong đó là cái tuyên truyền ngăn chặn cái vi phạm IUU, thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm tra kiểm soát để bảo vệ vững chắc chủ quyền trên cái vùng biển. Thì chúng tôi cũng kết hợp chặt chẽ với các biện pháp công tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm trên vùng biển. Với tinh thần đấy thì như vậy là cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng cũng với quyết tâm cao cũng thực hiện tốt cái nhiệm vụ. Từ phong trào thi đua quyết thắng, 5 năm qua đã có 444 tập thể, 1.730 lượt cá nhân thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 được các cấp khen thưởng. Thưa quý vị, tăng trải nghiệm, tăng sức hút, điểm nhấn, điểm nhớ cho du lịch. Những năm gần đây, chính quyền và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã cho ra đời nhiều sản phẩm mới. Trong đó có các sản phẩm văn hóa tinh thần thông qua những bữa tiệc âm nhạc về đêm gần gũi thiên nhiên.
Cách làm này khiến Vũng Tàu trở nên gần gũi, thân thuộc và ấm áp hơn, không chỉ với du khách mà còn với cả người dân địa phương, nhất là vào dịp cuối tuần. Hình ảnh thú vị này cũng khép lại phần thông tin thời sự trong tỉnh của chương trình thời sự tối nay của chúng tôi. Hàng chục chương trình âm nhạc đặc sắc được ngành văn hóa thành phố Vũng Tàu tổ chức từ đầu năm đến nay, không chỉ vào dịp lễ Tết mà còn dịp cuối tuần, đã làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và góp phần thu hút du khách xuống đường tăng trải nghiệm vào các buổi tối, như không gian âm nhạc này chẳng hạn. Dù đang hiện diện tại thành phố biển, nhưng mọi người được hòa mình vào bữa tiệc âm nhạc đậm chất Tây Nguyên do các ca nghệ sĩ từ thành phố Hồ Chí Minh và vùng đại ngàn hùng vĩ trình diễn. Dàn nhạc Tây Nguyên rồi có những trống đồng, có những cái về văn hóa cổ xưa, chị thấy rất là thú vị, rất là hay. Dạ, những cái giai điệu này đem lại cái không khí tinh thần như thế nào cho chị ạ? Chị cảm thấy giống như là mình được hòa nhập vào với dân tộc của mình á. Thường là thích đi miền núi lắm nhưng mà chị chưa có cơ hội đi, nên bây giờ như vậy chị sẽ thấy rất là vui, rất là hài lòng. Một cái phong cách rất là đặc biệt và rock của vùng cao nguyên, và nguyên cái dàn nhạc của Caribbean sẽ phục vụ cho người dân thành phố biển Vũng Tàu cũng như khách du lịch chơi đến với thành phố biển một cái không khí vui tươi và rộn ràng, và đặc biệt là những cái giọng hát khỏe mạnh của vùng Tây Nguyên sẽ phục vụ cho những người yêu thích nghệ thuật có thêm phần thăng hoa trong cái chương trình. Tạo sức hút cho du lịch địa phương, các cơ sở du lịch trên địa bàn thành phố Vũng Tàu tạo dựng và duy trì các sản phẩm âm nhạc hấp dẫn. Như tại khu du lịch này, mỗi tối thứ Bảy hàng tuần đều diễn ra chương trình âm nhạc ngoài trời. Tận dụng ưu thế trên cao, có thể dõi tầm mắt ngắm toàn cảnh phố biển về đêm trong không gian lộng gió. Những bữa tiệc âm nhạc với sự tham gia của các ca nghệ sĩ, tên tuổi luôn tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ cho tất cả mọi người tham gia. Tôi cảm thấy rất là vui, cảm thấy con người rất là vui nướng, cảm thấy cái không gian ở đây rất là lãng mạn, cảm thấy là con người mình trở nên sảng khoái hơn. Thì cảm thấy rất là thích thú và vui vẻ. Nga đến đây chị cảm thấy không gian rất là chill, rồi chị cảm thấy mình đã được nhẹ người đi và rất là khoan khoái, dễ chịu. Đồ ăn cũng ngon và âm nhạc cũng tuyệt vời. Trong cái không gian chill như thế này thì những cái âm nhạc nó sẽ kết nối con người lại và nó nâng cái cảm xúc cũng giống như cái kỳ nghỉ của du khách. Thì tôi cho rằng đây là một trong những cái mảnh ghép mà rất quan trọng để cho bổ sung thêm vào cái sản phẩm du lịch cũng như là cái đời sống du lịch của du khách, đặc biệt là vào buổi tối tại thành phố Vũng Tàu. Với sự quan tâm đầu tư chăm chút của ngành chức năng và các doanh nghiệp, phố biển Vũng Tàu đang dần trở thành điểm hẹn của những du khách yêu thiên nhiên và đam mê âm nhạc. Tiếp tục chương trình thời sự tối, mời quý vị cùng cập nhật những tin tức quốc tế. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm Australia sáng nay, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Anthony Albanese để thảo luận về một loạt vấn đề hai bên cùng quan tâm. Phát biểu sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Australia ông Albanese tuyên bố cả hai nước đang đạt được tiến bộ trong việc ổn định quan hệ và xây dựng lại các đối thoại quan trọng. Dù thừa nhận quan điểm mâu thuẫn giữa hai nước, nhưng Thủ tướng Australia nhấn mạnh hai bên vẫn cần nỗ lực tìm kiếm cơ hội chung do chia sẻ lợi ích trong việc bảo vệ trật tự, ổn định của khu vực. Về phần mình, Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh điều quan trọng nhất là sự phát triển quan hệ Trung Quốc-Australia, là duy trì sự tôn trọng lẫn nhau, tìm kiếm điểm chung, gác lại bất đồng và hợp tác cùng có lợi. Sau cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký kết một loạt thỏa thuận song phương nhằm đổi mới đối thoại và tăng cường hợp tác, đồng thời hoan nghênh nối lại hợp tác về biến đổi khí hậu. Liên quan tình hình chiến sự tại Gaza, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua đã thúc đẩy dự thảo thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza được Washington hậu thuẫn, khẳng định đề xuất này là cách tốt nhất để trợ giúp những người dân đang phải sống trong cảnh xung đột. Trong phát biểu gửi tới cộng đồng Hồi giáo nhân dịp lễ Eid al-Adha, Tổng thống Biden đã gửi lời chia sẻ với nỗi đau khủng khiếp mà người dân Gaza đang phải trải qua. Ông cũng bày tỏ tin tưởng mạnh mẽ rằng đề xuất ngừng bắn 3 giai đoạn đã được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tán thành là cách tốt nhất để chấm dứt bạo lực ở Gaza và cuối cùng là kết thúc xung đột. Ngày 16 tháng 6, lực lượng Houthi ở Yemen thông báo đã tấn công 2 tàu dân sự và 1 tàu khu trục của Mỹ ở khu vực Biển Đỏ và Biển Ả Rập.
Đây là các vụ tấn công tàu mới nhất mà lực lượng này thực hiện. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Houthi Yayasari cho biết lực lượng này đã phóng các tên lửa đạn đạo nhằm vào một tàu khu trục Mỹ, tấn công bằng tên lửa nhằm vào một tàu có tên Captain Barry và thực hiện tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tàu mang tên Happy Condo. Hiện chưa rõ các vụ tấn công này có trúng đích hay không. Để đáp trả, Mỹ và Anh cũng đã tiến hành tấn công nhằm vào các mục tiêu của Houthi. Thưa quý vị, không khí căng thẳng, âu lo đang lan rộng trong các bệnh nhân ở Hàn Quốc, đặc biệt là các bệnh nhân nặng, khi nhiều bác sĩ, giáo sư, y khoa tại các bệnh viện lớn nước này quyết định tiến hành đình công phản đối quyết định của chính phủ về việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y. Có 529 trong tổng số 967 giáo sư y khoa, những người cũng là các bác sĩ cao cấp tại 4 bệnh viện trực thuộc Đại học Quốc gia Seoul, đã bắt đầu cuộc đình công tập thể trong hôm nay 17 tháng 6 để ủng hộ những bác sĩ thực tập đã nghỉ việc từ tháng 2 vừa qua. Cuộc đình công này sẽ diễn ra vô thời hạn để gây sức ép với chính phủ. Tuy nhiên, bất chấp sức ép, chính phủ Hàn Quốc vẫn từ chối đáp ứng tối hậu thư mà nhóm bác sĩ lớn nhất nước này đưa ra, vốn là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng ngành y nghiêm trọng hiện nay tại Hàn Quốc. Chuyển sang thông tin đáng chú ý về thiên tai. Thưa quý vị, hôm qua lực lượng cứu hỏa tại California, Mỹ đang nỗ lực đối phó với cháy rừng lan nhanh do gió mạnh, đồng thời tiến hành sơ tán nhiều người dân có nguy cơ bị ảnh hưởng. Tại khu vực rừng quốc gia Angeles thuộc vùng duyên hải phía nam bang California, một đám cháy rừng bùng phát từ ngày 15 tháng 6 đã lan nhanh dọc theo quốc lộ liên bang 5 gần Brabbervin và chỉ qua một đêm đã thiêu rụi hơn 4,8 hectare đất rừng. Lệnh sơ tán được áp dụng cho các khu vực từ Goldman đến phía nam hồ Pigramin. Cho đến nay, dù nỗ lực hết sức, lực lượng cứu hỏa mới chỉ khống chế được 2% đám cháy trong bối cảnh gió mạnh, hiện chưa có báo cáo thiệt hại về người. Tại Trung Quốc, nhà chức trách tỉnh Quảng Tây đang tích cực triển khai công tác phòng chống lũ lụt sau khi mưa lớn khiến mực nước nhiều con sông dâng cao cuối tuần qua, buộc nhà chức trách phải tạm dừng hoạt động một số bến phà. Mực nước sông Quý Giang đã vượt mức cảnh báo 2 mét, khiến chính quyền địa phương phải kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Còn tại Ecuador, nhà chức trách nước này thông báo mưa lớn đã gây lở đất tại một khu du lịch ở miền nam nước này, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, 6 người bị thương và 30 người mất tích. Chính quyền sở tại đã ra lệnh đóng cửa một số khu nghỉ dưỡng ven biển cùng tuyến đường chính dẫn vào khu vực xảy ra lở đất. Mưa lớn xối xả kéo dài cũng đã cản trở các công tác cứu hộ và gây thiệt hại ở nhiều khu vực khác. Đã có tổng cộng 48 trường hợp khẩn cấp được ghi nhận trên khắp quốc gia Nam Mỹ.